có bao nhiêu trong số các cô chú anh chị và các bạn ở đây đang mong muốn là mình sẽ có thêm một cái nguồn thu nhập thứ hai ngoài lương của mình, và vào một ngày đẹp trời dù đã gặp được người thầy của mình đã hướng dẫn cho mình ba cái chìa khóa giúp cho mình có thể gia tăng thêm cái nguồn thu nhập của mình. Chìa khóa thứ nhất đó là bạn cần phải phát triển bản thân của mình. Tư duy của bạn đến đâu thì tiền của bạn sẽ tăng đến đó. Có một cái quy luật cân bằng của vũ trụ, đó là những cái gì mà bạn nhận được sẽ bằng tư duy gốc rễ của mình cộng với cái giá trị mà mình trao đi cộng đồng. Và có một cuốn sách rất là tuyệt vời sẽ giúp cho bạn có cái nền tảng tài chính đầu tiên. Bạn hãy đọc cuốn sách Người giàu có nhất thành Babylon. Ở trong vũ trụ chúng ta chỉ có hai trạng thái thôi, một là phát triển, hai là lụi tàn, và không có trạng thái đứng yên. Nên nếu như bạn không chủ động phát triển bản thân của mình lên thì bạn sẽ rơi vào trạng thái còn lại, đó là lụi tàn. Phát triển bản thân, phát triển bản thân, phát triển bản thân là chìa khóa để giúp cho bạn có thể gia tăng thu nhập của mình. Chìa khóa thứ hai đó là bạn cần phải có một cái mục tiêu rõ ràng trong cuộc đời của mình. Bạn nghĩ sao nếu chiếc thuyền của mình ra khơi nhưng mà lại không có đích đến? Vậy thì thuyền của mình sẽ đi về đâu đây? Đã có rất là nhiều người không đạt được những điều mà họ muốn bởi vì đơn giản họ không biết được họ mong muốn điều gì trong cuộc sống của mình. Vì thế, đừng bao giờ để cho bản thân của mình sống mà không có mục tiêu. Ngay bây giờ, ngay lúc này, bạn hãy lấy cuốn sổ của mình ra và hãy viết ít nhất là 10 điều mà bạn mong muốn đạt được trong cuộc đời này. Chìa khóa thứ ba đó là hãy học thêm cho mình những cái bộ kỹ năng mới. Cách đây 3 năm trước, khi Diễm là nhân viên văn phòng, lúc đó Diễm chỉ có một cái kỹ năng duy nhất, đó là làm giấy tờ hồ sơ mà thôi. Vì thế lúc đó thu nhập của mình chỉ tầm khoảng từ 6 đến 7 triệu một tháng. Nhưng khi mà Diệp thấu hiểu được điều này, Diệp đã bắt đầu phát triển cho mình thêm những cái bộ kỹ năng mới của người thành công. Diệp đã bắt đầu học về bán hàng, Diệp đã bắt đầu học về marketing, mình học về kinh doanh, mình học về đàm phán, mình học về lãnh đạo, và Diệp đã ứng dụng vào trong cuộc sống của mình. Và khi tư duy của mình gia tăng, giá trị bản thân của mình gia tăng, Diệp đã biết cách trao giá trị cho cộng đồng. Chính vì thế thu nhập của Diệp cũng đã gia tăng đáng kể. Và khi thu nhập của bạn gia tăng, bạn cần phải biết cách quản lý tiền. Cái việc kiếm ra được bao nhiêu tiền rất là quan trọng, nhưng mà quan trọng hơn nữa đó là bạn sẽ giữ được bao nhiêu tiền và bạn phát triển cái dòng tiền của mình như thế nào. Và hiện tại Diễm đang có một cái nhóm rèn luyện, chúng ta sẽ cùng với nhau phát triển bản thân của mình, chúng ta sẽ cùng với nhau thiết lập mục tiêu mỗi ngày, và chúng ta sẽ cùng với nhau phát triển thêm nhiều những cái kỹ năng mới. Diễm đã đi trên hành trình này và Diễm biết rất rõ cái con đường nào để giúp cho bạn làm được điều đó. Hãy tham gia vào nhóm Diễm để dưới video này để chúng ta cùng nhau rèn luyện.